Đi. Em ăn rồi nè, cầm đi. Hết. Cỡ này hết cái loại mà 29 hay gì? Xe nhỏ mà 29. Dạ, 29.000 thì chỉ áp dụng tới 5 giờ chiều thôi. Bây giờ xong 5 giờ rồi bạn. À, mình mua cái loại bánh thì chỉ áp dụng tới nguyên vàng là xong 5 giờ thì áp dụng tới. Hay là mình tham khảo trước rồi. Không sao đâu, em thấy con này. Dạ, mua cái 69.000 hai đứa. Này sao chín hả? Phô mai cho thấp hả? Oh yeah. Hay là này, rau củ hơn, rau củ hơn. Cái này gì vậy? Sao nhỏ à? Em ăn là mày xúc xích nướng. Không có tiền mà nè. Mày ok cao cấp hay là phô mai cao cấp thì nào mày để không thời gian đó đi hả đi hay, đó. Hay là hạt hạt à cái cấp hay hạt hay là cái hạt này này ha được không hay là phô mai em hỏi phô mai đi hạt cắt đi chị ơi chị ơi
Chia cho em một cái này sao nhỏ. Dạ, mình thôi gọi như thế đúng không ạ? Bánh thì mình đợi khoảng 15 phút thôi vậy. Thôi thì sớm đi sớm chứ mình được rồi về. Đi sớm chút được rồi, chỉ có 10 phút thôi.